đang xem video tại kênh YouTube review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Kỳ nhiên bị suy nhược đến mức phải nhập viện. Thịnh Duy Thanh thấy vậy muốn lấy lại công bằng cho cậu, mà chưa kịp suy nghĩ kỹ đã chạy tới tìm Dạ Lăng Hàn tính sổ. Kết quả anh bị vệ sĩ của hắn ném ra ngoài. Tên vệ sĩ hung hăng đe dọa mày dám xuất hiện trước mặt Dạ thiếu thì gặp một lần tao sẽ đánh một lần. Thịnh Duy Thanh tức giận nắm chặt tay. Đúng lúc này một chiếc xe hơi két một tiếng dừng trước mặt anh. Dung Thành thiếu gia của Dung gia vội vàng bước xuống xe cậu ta lo lắng hỏi giáo sư thịnh thầy không sao chứ dung thành đi tới đỡ lấy thịnh duy thanh cậu biểu thị muốn đưa thịnh duy thanh vào bệnh viện kiểm tra nhưng thịnh duy thanh lên tiếng cự tuyệt anh biết rõ hiện giờ dạ lăng hàn đã cho người bao vây bệnh viện này nếu giờ mà vào chả khác nào chui đầu vào hang hổ thịnh duy thanh nở nụ cười chấn an nói chỉ là xây sức nhẹ thôi anh hơi thắc mắc lý do dung thành có mặt tại đây thì ra hôm nay dung thành tới đây để thị sát lại tình cờ gặp được cảnh Thịnh Duy Thanh bị hành hung ngoài cổng viện. Nghe vậy Thịnh Duy Thanh bất ngờ hỏi lại đây là bệnh viện của nhà cậu sao? Thấy anh như vậy, Dung Thành ngờ vực đoán được trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Thịnh Duy Thanh đặt tay lên vai Dung Thành. Anh muốn xin cậu giúp anh một chuyện. Dung Thành nghiêm túc nói chỉ cần là việc ở trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ cố gắng. Thịnh Duy Thanh nói thẳng hiện giờ Kỳ Nhiên đang bị nhốt trong bệnh viện này. Xin cậu giúp tôi cứu Kỳ Nhiên ra ngoài. Ba ngày sau, trong một căn biệt thự ven sông, Kỳ Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nơi này thật xa lạ với cậu. Thấy cậu gắng ngượng ngồi dậy, một nữ giúp việc bước tới nhắc nhở hiện giờ sức khỏe của Kỳ thiếu còn yếu, anh đừng tùy tiện vận động. Kỳ Nhiên bất an hỏi đây là đâu? Cô gái đáp đây là Đồng Thành. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Dung Thành mở cửa bước vào quan tâm hỏi đàn anh, anh dậy rồi sao? Kỳ Nhiên rất bất ngờ khi thấy Dung Thành ở đây. Cậu thắc mắc sao tôi lại ở đây? Kỳ Nhiên nhớ rõ Trước khi cậu hôn mê thì vẫn bị Dạ Lăng Hàn giam cầm. Dung Thành bước tới vỗ vai cậu Trấn An tôi và giáo sư Thịnh dẫn anh ra khỏi bệnh viện. Nơi này rất an toàn, anh tĩnh dưỡng đi. Dạ Lăng Hàn không tìm được anh đâu. Kỳ nhiên không tin vào tai mình nhìn về phía Dung Thành. Cậu không tin bản thân đã thực sự thoát khỏi bàn tay Dạ Lăng Hàn. Cậu lo sợ hỏi lại đây là sự thật sao? Dung Thành tiếp tục Trấn An là thật, hiện giờ sức khỏe anh không ổn, đừng quá kích động. Kỳ Nhiên hít sâu một hơi thầm nhủ sau này cậu có thể rời xa Dạ Lăng Hàn, để sống một cuộc sống bình thường rồi. Thật tốt. Bên trong bệnh viện, Dạ Lăng Hàn tức giận quát mắng, một người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất, ngay cả camera cũng biến mất luôn, hắn lập tức nghi ngờ Thịnh Duy Thanh. Nhưng khi điều tra thông tin liên quan tới Thịnh Duy Thanh, lại không tìm thấy bất cứ gì liên quan tới Kỳ Nhiên. Dạ Lăng Hàn bực bội ra lệnh: "Tất cả khách sạn, nhà trọ, trạm xe hay máy bay ở Bắc Thành đều tới canh chừng cho tôi." sau khi phân phó xong, hắn ta buồn bực đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Dạ Lăng Hàn nhìn hình ảnh ghi lại trong camera. Hắn tự hỏi lẽ nào Kỳ Nhiên sốt ruột rời xa hắn đến vậy sao? Bên trong biệt thự của Dung Thành, Kỳ Nhiên hiếm khi thư thái được ngồi uống trà như vậy. Dung Thành quan tâm hỏi thăm tình hình phục hồi sức khỏe của cậu. Kỳ Nhiên cảm kích nở nụ cười cảm ơn Dung Thành. Dung Thành bị nụ cười này của Kỳ Nhiên hấp hồn. Trái tim cậu ta cũng đập nhanh hơn. Cậu ta cảm thấy Kỳ Nhiên thực quá xinh đẹp, không hề giống một alpha. Dung Thành lấy hết dũng khí nắm lấy tay Kỳ Nhiên tỏ tình tôi thích anh. Xin hãy cho tôi cơ hội chăm sóc anh thật tốt. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.